Xin chào các bạn. Video này mình sẽ quay một chiếc máy bay vận tải quân sự C-17 của Mỹ hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài với góc quay từ nhà nghỉ đối diện với nhà ga quốc tế T2. Đợt trước và sau chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Biden tới Việt Nam, C-17 tới Nội Bài liên tục nên mình có thể thử với nhiều góc quay khác nhau. Và đây là góc quay từ nhà nghỉ Thúy Đông ở đối diện với nhà ga quốc tế T2 Nội Bài. Góc này ở trong phòng trên tầng cao nhất của nhà nghỉ, tức là tầng 4. Có thể thấy background ở sau chiếc C-17 là nhà ga quốc tế T2 Nội Bài. Thực sự thì góc quay này cũng không lý tưởng lắm đâu, bởi vướng rất nhiều cây. Chiếc C-17 hãm tốc rất tốt, nên nó chỉ cần một lửa chiều dài đường băng là đã có thể hãm tốc và rẽ vào đường lăn. Và đây là đoạn video mình quay một chiếc C-17 cất cánh ở sân bay quốc tế Nội Bài với góc quay từ nhà nghỉ Thúy Đông. Với các máy bay cất cánh thì nhà nghỉ này có tầm quan sát tốt hơn các máy bay hạ cánh. Chiếc C-17 đang chạy taxi trên nền background là nhà ga quốc tế T2 Nội Bài. Chiếc C-17 này mang số đăng bạ là 88200. Và nó được sử dụng chung bởi hai cánh không quân là 62 và 446. Chiếc này đóng căn cứ chính tại sân bay Marcus Lewis ở Washington. Chiếc C-17 đang rẽ vào đường băng cất cánh 11R. Có thể thấy chiếc máy bay vận tải quân sự này có chiếc đuôi hình chữ T rất to cao. Chiều cao của chiếc máy bay này tính từ mặt đất tới điểm chót của đuôi đứng có chiều cao là 16,8m, tức là tương đương chiều cao của một tòa nhà 4-5 tầng. Chiếc C-17 đã vào tới điểm dừng cho lên cất cánh. Chúng ta sẽ quan sát cận cảnh chiếc máy bay này.
giờ là pha chạy đạp cất cánh của chiếc C17 Globemaster 3. Máy bay vận tải quân sự to lớn đang rời khỏi mặt đường băng sân bay quốc tế Nội Bài. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.